quý vị, còn tới gần 2 tuần nữa thì Giáng sinh mới đến. Thế nhưng mà thời điểm này thì không khí lễ hội đã bao trùm khắp nơi ở thủ đô Hà Nội rồi. Và hãy cùng với Mạnh Cường trải nghiệm một lễ hội rất đặc biệt. Và lễ hội này ngay ở trên biển đấy ạ. Đi dạo trên biển để hít thở không khí trong lành. Cắm trại ngay trên bờ cát. Hay là ngồi quây quần xung quanh đống lửa như thế này, nhiệt độ 18 độ C không phải là vấn đề đâu ạ. Và đây chính là lễ hội được tổ chức ở quần thể đô thị biển 1.200 hectare ở phía đông Hà Nội. Trước đây thì mình thường đưa các con đi tới các cái khu vực ở ngoại thành Hà Nội. Thế nhưng mà từ khi biết là ở Hà Nội có những cái dịch vụ camping trong ngày, có lẽ là đây sẽ là cái nơi mà mình thường xuyên cho các con tận hưởng vào các cái dịp cuối tuần. Ưa thích trải nghiệm thì treo sắp, ưa thích trò chơi thì bắn cung phi tiêu, hay chỉ đơn giản là ngồi hóng gió trên bờ biển. Tất cả sẽ đem đến những trải nghiệm nghỉ ngơi dịp cuối tuần. Là một người thích đi xa, em thích đi cắm trại, đi lên rừng. Và hôm nay thì em lựa chọn đến đây, ở một không gian gần Hà Nội hơn. Có đầy đủ những thứ mà em mong muốn. Và nếu như quý vị ưa thích không khí sôi động thì hãy tới với chợ đêm. Ở đây sẽ mở cửa tới 2 giờ sáng đấy ạ. Chợ đêm thu hút hơn 10.000 người tham gia, là một điểm đến mới gần thủ đô với những gian hàng ẩm thực, dịch vụ mua sắm và những không gian âm nhạc xen kẽ. Em thấy cũng nhộn nhịp với cả có nhiều gian hàng ạ. Bọn em sẽ đến đây ăn vặt, có thể là đi cùng gia đình, bạn bè. Bây giờ kiểu ngay gần nhà mà cũng có một nơi kiểu nhộn nhịp, sầm uất như thế này thì em thấy rất là tuyệt vời. Tham gia lễ hội mà vẫn muốn xem bóng đá thì màn hình 600 inch này sẽ mang đến một ngày hội bóng đá ven biển thực thụ. Tất cả tạo nên một lễ hội đầy màu sắc, mở màn cho mùa lễ hội dịp cuối năm sôi động.